Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 1.400 cái token DEXF. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, sau đó ở đây mọi người sẽ join vào tất cả các kênh Telegram cho mình. Rồi, kênh thứ nhất này, kênh thứ hai này, quay trở lại kênh thứ ba, rồi quay trở lại kênh thứ tư này, rồi sau đó quay trở lại và follow Twitter này, ở đây mọi người sẽ follow Twitter và like cái bài đăng của nó này. Chọn theo dõi này và mọi người kéo xuống chọn like nhé. Rồi sau đó quay trở lại bot, mọi người join tiếp vào Facebook và like tiếp cái bài đăng của nó. Rồi đầu tiên mọi người like trang này và sau đó tìm đến bài đăng của nó. Rồi mọi người sẽ mở cái bài đăng của nó lên và chọn like. Ok, quay trở lại. Nhiệm vụ tiếp theo, đây là những cái nhiệm vụ làm thêm nhé, mọi người có thể làm thêm hoặc không. Đầu tiên là like ở trên Linky. Rồi, bấm chọn follow. Quay trở lại bot. Sau đó thì mọi người sẽ đăng ký kênh YouTube. Rồi ở đây bấm chọn đăng ký này. Rồi ok, quay trở lại bot. Nhiệm vụ tiếp theo thì mọi người sẽ tải cái trình duyệt này của nó ở trên Android hoặc ở trên iOS nhé. Thì mọi người có thể tải hoặc không, thì mình sẽ bỏ qua cái nhiệm vụ tải này. Và cuối cùng là mọi người sẽ follow Twitter này. Rồi ok, quay trở lại bot. Bởi vì đây là cái nhiệm vụ làm thêm nên là mình, mọi người có thể bỏ qua cũng được hoặc làm cũng được nhé, không sao cả. Mọi người chọn submit. Rồi tiếp tục là nhập username của Telegram. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập profile link của Twitter, mọi người copy cái này. Ok, ở đây thì mọi người sẽ nhập username vào này. Rồi tiếp tục thì mọi người sẽ nhập profile link của Facebook, thì mọi người sẽ quay trở lại Facebook cho mình, quay trở về trang chủ của Facebook, bấm chọn vào ảnh avatar. Rồi sau đó thì mọi người sao chép cái liên kết cá nhân. Quay trở lại. Rồi tiếp tục mọi người sẽ nhập profile link của LaLinky nhé. Thì mọi người sẽ quay trở lại LaLinky cho mình. Mở LaLinky lên này. Rồi mọi người sẽ chọn vào ảnh đại diện này, chọn mục view profile. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm vào dấu ba gạch ở đây nhé, và sau đó thì mọi người sẽ chọn chia sẻ cái file profile này, hoặc là mọi người có thể kéo lên để tìm xem dưới này có không. Đó, mọi người kéo lên này, mọi người copy cái profile này, chọn copy, sau đó quay trở lại bot, nhập vào. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ nhập đường dẫn đến kênh YouTube của mọi người nhé. Lại quay trở về YouTube này. Rồi trở về trang chủ YouTube, mọi người sẽ bấm vào ảnh đại diện, rồi chọn mục kênh này, sau đó thì copy cái đường dẫn đến kênh, thì bấm vào dấu ba chấm này. Mọi người chọn chia sẻ
và copy đường liên kết này, rồi quay trở lại bot, nhập nó vào. Ok, thì với cái này nếu mà ai tải, mọi người sẽ bấm vào skip này cho mình nhé. Tiếp tục thì mọi người sẽ nhập cái profiling của Twitter tiếp theo này. Rồi sau đó thì sẽ nhập địa chỉ ví BSC, mọi người có thể lấy ở trên Chớt hoặc MetaMask nhé. Ok, mọi người sẽ copy địa chỉ ví cho mình, rồi quay trở lại dán vào. Rồi ok mọi người, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.